Nghi vấn TikToker chê người miền Trung keo kiệt, bủn xỉn, bị tác động vật lý. Chàng thanh niên này đã rất nhiều lần bị tố là cắt ghép clip bịa đặt. Lần này anh ta lại nói xấu người miền Trung để câu like. Những ngày vừa qua, cộng đồng mạng bức xúc trước vụ việc một trang fanpage có tên Hoàng Minh đăng tải clip có nội dung nói xấu người miền Trung. Theo đó, nam thanh niên này cho biết mình đang ở Đà Lạt nhưng tiếp xúc thường xuyên với người miền Trung và khẳng định chắc nịch bằng một câu: họ keo kiệt và bủn xỉn. Chưa dừng lại ở đó, anh còn nêu suy nghĩ miền Trung sống ích kỷ, không biết nghĩ đến xã hội. Một phần là từ nhỏ họ đã sống trong môi trường vô cùng nghèo khó, nên bảo sao tính của họ rất là hà tiện. Thêm một điểm nữa là mình không thích ở người miền Trung là họ kiểu khôn lõi. Lúc nào họ cũng nghĩ cho bản thân, gia đình của họ mà không có tinh thần xã hội, tinh thần đất nước. Nên bảo sao mà bây giờ miền Trung vẫn kém phát triển hơn so với những miền còn lại. Sau khi clip đăng tải, rất nhiều người đã bày tỏ sự phẫn nộ và để lại rất nhiều gạch đá dưới phần bình luận clip. Đây cũng là chàng trai dính lùm xùm hồi tháng 5 năm 2022 khi mà bị tố đã cắt ghép clip sai sự thật và đăng lên mạng xã hội để câu view. Cụ thể, anh ta là người đứng sau những clip với những nội dung không sạch sẽ như chia con trai đi xe số, clip đánh giá nhận định về người Thanh Hóa khiến cho những người trong nội dung video bị dân mạng miệt thị. Nhiều người đã báo cáo tài khoản và đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc. Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh chàng trai bị đánh cho bầm dập. Không hiểu vì nguyên nhân gì nhưng đa số cộng đồng mạng chẳng ai bên. Thậm chí có người còn cảm thấy hả hê khi thanh niên này bị như thế. Tuy nhiên một số thám tử mạng lại phát hiện ra rằng thực chất đây chỉ là tấm hình đã qua Photoshop. Bạn Hoàng Minh kia không bị đánh, tuy nhiên đã khóa Facebook. Chưa rõ thực hư ra sao nhưng mong chàng trai này hãy tiết chế các hành động sai trái của mình. Làm những clip chân thực và có ích trên mạng xã hội.